À, làm ván cuối với lại Mimi nhé, cũng gần 10 giờ rồi. Server mới ra lâu chưa bạn? Server mới ra được khoảng 1 năm rồi bạn ạ. Đấy là server mới. Server tuần sau có server mới nhé bạn ơi. Chiến nó lên không đánh nhau à? Đánh nhau thôi. Ôi. Lát quá, lát quá. Thôi 10 giờ rồi, hôm nay cũng làm khá nhiều việc. Hẹn gặp lại anh em buổi livestream ngày mai nhé. Mai mình sẽ quẩy thử cái event xem sao. Nha, bye bye tất cả anh em, chúc anh em ngủ ngon.